Mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi. Ở chốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm. Đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời. 10 việc nên làm đầu năm để cả năm luôn may mắn. Ông bà xưa thường khuyên rằng đầu năm nên chú ý đến một số việc quan trọng vì chúng sẽ ảnh hưởng đến cả năm đó. Cung điện máy xanh điểm qua 10 việc nên làm để cả năm luôn luôn may mắn, tài lộc đầy nhà. Thứ nhất, để hoa nở dịp đầu năm. Hoa mai, hoa đào hay bất cứ loại hoa nào nở đúng vào mùng 1 Tết cũng được xem là điềm lành trong năm mới. Nếu nhà bạn có hoa mai hay đào, có thể nghiên cứu cách lặt lá, bón phân đúng cách để hoa nở đúng vào dịp Tết. Nếu không, bạn chỉ cần tham khảo và mua một số loài hoa mà mình yêu thích và đem về trưng bày trong năm mới. Thứ hai, không nấu ăn vào mùng 1. Người ta tin rằng các vật nhọn như dao, kéo mang đến điểm rồi. Chặt thịt, cắt đồ ăn vào dịp đầu năm có thể vô tình cắt cụt dòng chảy của sự may mắn. Nếu bạn cho quan niệm trên là đúng thì có thể rủ cả nhà đi ăn ngoài nhé. Uống nước cam. Cam và quýt là những loại trái cây mang đến điểm lành trong tín ngưỡng phương Đông. Chúng có màu tươi sáng và là biểu hiện cho vàng, nên hãy uống một ly vàng vào đầu năm mới. Thứ tư, không quét nhà. Trong mùng 1 Tết, người ta cho rằng bạn không nên quét nhà vì có thể vô tình quét đi cả vận may trong năm. Tuy vậy, một số người cho rằng thần tài cũng ghét những ngôi nhà dơ bẩn. Đó chính là lý do chúng ta cần phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước khi Tết đến. Thứ năm, mặc đồ mới. Quần áo mới tượng trưng cho những điều mới mẻ, thể hiện ước muốn rằng nhiều bước phát triển mới sẽ đến với bạn trong năm mới. Bạn có thể mặc đồ đỏ hoặc vàng cho thêm hên. Thứ sáu, không nói tục, chửi thề. Những điều này đều phát ra năng lượng tiêu cực, sẽ làm cản trở bước tiến của năng lực tích cực và điều may, điểm lành trong đầu năm. Do đó, hãy giữ thái độ hòa nhã nhé. Thứ bảy, dẹp bỏ nỗi tức giận và sự lo lắng. Tết là thời điểm để vui mừng, hòa nhịp với không khí hân hoan của đất trời. Do đó, hãy giải phóng bản thân khỏi mọi lo toan, mọi nỗi giận trong năm cũ để đón một năm mới tốt lành hơn. Thứ tám, không cho mượn tiền. Không nên cho bất cứ ai mượn tiền hay bất cứ đồ vật gì vào mùng 1 Tết. Đây là một quan niệm được truyền qua nhiều thế hệ nên bạn hãy lưu ý nhé. Thứ 9. Ăn nho. Người ta tin rằng ăn 12 trái nho vào ngày đầu năm mới sẽ có được 12 tháng may mắn sau đó. Thứ 10. Viết 3 điều ước. 75% những gì mình viết ra sẽ trở thành sự thật. Vậy nên, hãy viết 3 điều ước trong năm mới rồi gắn lên cây để chúng có thể đu đưa theo gió và sớm trở thành hiện thực nhé. Theo điện máy xanh.com, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên chiều trục qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.